nhiêu. Hôm nay mua 3 cái đùi còn túc kỳ nha, đùi của gà Tây nè. Mình sẽ làm một món barbecue nướng nướng nha cả nhà. Đây, mua cái bột nướng của xá xíu sẵn này nè cả nhà. Hôm nay mình làm món đùi gà Tây nướng với xá xíu nha. Nướng phong cách xá xíu chứ không phải nướng xá xíu à. Ok, đây mình làm sốt ta nha cả nhà. Chuẩn bị mình ướp cái này là có khoảng cách đem mình mới đem ra mình nướng nha, chứ nướng liền là nó không có ngon cả nhà. Rồi để trình bày cho cả nhà xem món nướng đùi gà nướng bột xá xíu. Ok, bắt tay vào việc nha cả nhà. Trở lại, ok, bắt đầu ướp gà Tây nha cả nhà. Ok, trước khi mình ướp là mình cho vào một muỗng rượu mai quế lộ nha cả nhà, mình ngâm sẵn đó. Một muỗng nha, cho nó thơm nha. Một muỗng. Ok. Dạ, sau đó mình cho khoảng chừng hoa cỏ mình bỏ để dính mật ong khoảng 3 dòng nữa nha. Có mật ong nó ngon. Và mình ướp một tí xíu tiêu. Khoảng nửa muỗng cà phê tiêu nha. Nửa muỗng cà phê tiêu. Sao không thiếu một cái này, này mới rất là quan trọng. Dầu hào, dầu hào nào cũng được cả nhà. Cho nó một muỗng nha. Ba cái đùi này bốn phao mấy cả nhà, cho một muỗng, tại vì cái bột kia nó đã mặn rồi nha cả nhà, cho một muỗng dung dầu hào nha, muỗng rưỡi đi, muỗng rưỡi dầu hào nha. Tí xíu dầu mè, tí xíu thôi, chừng nửa muỗng cà phê dầu mè. Nó có cái độ thơm. Và sau đó mình cho xíu nước tương. Bất cứ nước tương nào cũng được nha cả nhà. Còn no hay là cái gì mà nước tương càng ngon thì nó rất là ngon sao. Nó sẽ ngon thêm cái lộn. Mình cho chừng gần nửa muỗng nước tương ngon thôi. Rồi xong. Cả nhà đổ đều nha. Thì mình quậy bằng cái này, mình đừng có quậy bằng cái muỗng nó ra cái chất tan không có ngon. Chung là này mình mới bỏ một xíu vào về tươi đậu nè, mình bỏ xa xíu vô nha cả nhà. Ba cái đùi á mình cho khoảng chừng 2 muỗng thôi nha, tại này nó mặn, nó có chất bột ngọt rồi sẵn hết rồi. Mình cho nó 2 muỗng này. Rồi cả nhà, 7 đùi nha. Chọn đùi nữa. Chưa. Bột tỏi khi mình nướng lên á nó mới thơm nha cả nhà. Cái này là nướng gì không á, thường thường nướng sườn non á, barbecue rib á, ngon lắm. Giờ mình ít, giờ mình thử nướng bột tỏi, nướng gà Tây nha. Bột tỏi cho nhà bỏ chừng khoảng một muỗng này thôi, muỗng bột tỏi nha. Đây làm sốt tay.
Nếu mà cả nhà muốn mặn á thì cả nhà phải dần quá trời thì làm thêm nha, làm thêm sốt, còn mình ướp dừa thôi. Thường thường đây làm ưa bỏ chicken quinoa đó nha, nó có mùi thơm, một muỗng nhỏ này thôi nè, một scoop nha, chút khoảng muỗng cà phê, hơn muỗng cà phê tí xíu bột quinoa, không cần bỏ đường nha, mình đã bỏ mật ong rồi nha. Thường thường đã ướp brown sugar mà mình không ướp đó, mình ướp mật ong. Nó thơm mùi rượu đó, mùi rượu mang quế lộ thôi nè. Xong khoảng một muỗng dầu ăn, ướp này mình phải có dầu ăn nha cả nhà, nó không có dầu ăn là nó không có ngon nha. Dầu ô liu ngon rồi, dầu muỗng này. Gà nó mới bóng, một muỗng rưỡi dầu ăn nha cả nhà, dầu ô liu hay dầu gì cũng được nha, không có quan trọng, quan trọng là mình ướp nó lên, ướp nó để cho nó bóng con gà đó, bóng cái đùi gà nó bị khô. Sốt nó là gì đó, tại vì cái nước trong cái nồi mà cái này nó dài quá, ướp trong cái chảo không vừa nên mình phải ướp cho nó trê. Sốt này như mình ăn cũng được đó nha, không có sốt chín này mình không sợ. Rất là vừa ăn luôn. Đấy, đâu. Ướp nha cả nhà. Cái đùi gà nè, cả nhà khứa nha. Khứa nó ra nha. Khứa ra cái sớ nè. Để cho nó thấm á, nghe thấy không, cứa nè, cho nó thấm, tẩy cái đúng để dưới này, cứa mình cầm lên cho cả nhà xem, thấy cho rõ đó, cứa đây, đây, cho mình lấy trên này, đừng có cho nó trùng với khớp nha, cứa nè, cứa khác cái dấu nó nè, dấu này gì không, cắt đây mình bỏ đây. Đơn giản vậy thôi. Xong. Cái gì? Bỏ cái sốt vô trong này nè. Nó mới thấm nha cả nhà. Ở ngoài không quan trọng. Ở ngoài nó chỉ khi mà nó tan là nó sẽ ra đều. Chú ý mình thấm nó vào trong. Cái đùi gà tuổi đây đói bụng quá đi cả nhà, thật sự nhìn thấy đói bụng rồi đó. Những cái đùi gà, đùi gà túc kỳ, túc kỳ là gà tây, na ta da ta 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 đi ra. Dẹp vào. Cái đơn giản thôi, cái nhà ấy xong rồi để cho nó thấm đó. Thấm xong rồi ngày mai là bỏ vô mình nướng thôi. Giờ ướp thôi, ngày mai mới nấu. Cái nhà xong, nấu ăn mà đâu phải làm món mà mình ướp trước. Đó, rồi mình mới cho nó thấm rồi mình mới được ăn, chứ không phải mình ướp mình ăn liền là không bao giờ ngon nữa nha. Một bữa cũng được nữa nha, nguyên ngày cũng được. Thẩm lượng cực kỳ mỗi tay luôn. Càng thấm nó càng ngon nữa nha. Tại sốt này mình làm không có mặn, nó vừa lắm. Nó có tất cả dầu hào, dầu mè,
một nem xá xíu, bất cứ một nem xá xíu nào cũng được như thế nha. Một nem xá xíu cộng với bột tỏi và nước tương, những miếng bột nem no, một muỗng rượu mai quế lộ mình ăn ở nhà đó cả nhà. Thép cho nó dễ thấm nha. Nó làm quá không có để ý luôn. Nhưng mà phải sao? Nhìn thấy không? Lúc nữa nha cả nhà. Nó thấm. Theo tôi kia thì về quê miền đất xanh, có dòng sông bên lỡ bên bồi, quê hương em có bánh đa bánh đúc, ôi dòng sông chứa chan, hiểu ai em về đây. Theo mai kia thì về quê miền đất xanh, có dòng sông bên lỡ bên bồi, quê hương tôi có bánh đa bánh đúc, ôi dòng sông chứa chan, thiếu em anh về đâu. Theo em anh thì về tăng 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 tăng. Trời ơi, chảy nước miếng luôn trời. Tăng 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 ta đắng tăng tăng. Sông 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 rồi cả nhà thân yêu. Yêu. Sông rồi cả nhà ơi. Ok. Phần ướp nha cả nhà. Đùi gà. Turkey, gà loi, gà tây đó. Việt Nam gọi là loi đúng không nào? Ướp với xá xíu. Bột xá xíu nha. Chưa biết ăn ngon không mà thấy nó thơm rồi đó. Thơm là khoái rồi. Ok. Cảm ơn cả nhà thân yêu nha. Để qua ngày mai sẽ trả lời phần nướng nha. Đình Bản Miền Tây của tôi chúc cả nhà buổi sáng của tôi thật vui. Cảm ơn cả nhà đã xem ủng hộ. Chào cả nhà thân yêu nha. Hẹn ngày mai. Ok, đã hoàn thành món đùi gà tây ướp bột xá xíu nha cả nhà. Mình sẽ nướng đùi gà tây với xá xíu. Thấy hấp dẫn không? Very very hấp dẫn luôn nha. Ok, mình ướp dưới cách đêm nha cả nhà. Gồm có những nguyên liệu đã làm sẵn là bột xá xíu, mình bỏ vô ướp với dầu hào, dầu mè, bột tỏi và nước tương, cộng với rượu mai quế lộ và tiêu, luôn với miếng dầu. Công thức ướp vậy thôi, còn cả nhà tự pha chế có thể ngon hơn nha. Nhưng mà Đình Bảo Miền Tây của tôi làm như vậy đó, thường thường là ướp thì đó rất là ngon, nướng ra gia vị rất là thơm và ngon luôn đó. Giờ để cho nó sẽ thấm vào, ngày mai sẽ nướng cho cả nhà xem nha. Cảm ơn cả nhà thân yêu rất nhiều ạ. Chào cả nhà thân yêu nhé, hẹn ngày mai nha. Okidoo. Cho air fry này nha, 430, 30 phút trước nha. Để mình cái lò mới khai trương nên chưa biết. Đùi gà tây ướp xá xíu nướng. Thời bị ngon đấy. Ok, sẽ trả lời sau với cả nhà thân yêu nha. Khi mà nó chín 30 phút khoảng 15 phút mình chảo nha. 350 nha. Mình nướng hết 15 phút rồi đó, mình chở nha. Giờ chuẩn bị ăn nha. A vô. Mở ra là thơm phức luôn. Wow. Tăng 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 tăng. Ngon quá cả nhà.
cho nó giòn cái nữa không, cho nó giòn da đúng không, cái chín rồi đó. Đùi gà tây nướng xá xíu nha. Đình Bảo mời tôi chúc cả nhà buổi sáng của tôi thật vui nha. Xong rồi, món đùi gà tây nướng xá xíu hơi bị hấp dẫn luôn. Ngon quá. Rồi, thôi, chờ em miếng nè. Wow. Ôi, nó đã. Ngon, ngon. Cho miếng nè. Ngon quá trời ngon ha. Ngon như cá thiếu luôn rồi. Anh ba thử coi. Số 1 luôn. Rất là ngon cả nhà. Làm theo công thức. Hơi bị ngon ha. Cảm ơn cả nhà thân yêu nha. Chúc cả nhà buổi sáng mình thật vui. Hãy xem ủng hộ mình đồng tiền tôi nhé.